Bộ Giao thông Vận tải vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre, thống nhất phương án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nhằm giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện tại do lượng xe qua cầu đã tăng 25%, dẫn đến tình trạng thường xuyên kẹt xe. Dự kiến tổng vốn đầu tư cho toàn dự án này khoảng 4.615 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 36 tháng. Tỉnh Bến Tre cũng đề xuất việc xây dựng cầu bằng ngân sách nhà nước để đảm bảo tiến độ triển khai. Theo đó, cầu có thiết kế chính 4 làn xe, bề rộng cầu 17,5 m, kết cấu nhịp chính dây văng, nhịp dẫn dầm super, móng cọc khoan nhồi. Trước mắt, bố trí kinh phí khoảng 645 tỷ đồng để triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và lập thiết kế kỹ thuật từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn có sự thống kê đầy đủ, kịp thời, chính xác về lưu lượng xe hiện nay để làm cơ sở xây dựng phương án đầu tư.